Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn chiếc Ducati X-Devil. Xe được trang bị động cơ Tetrachella, dung tích 1262cc, sản sinh công suất tối đa 159 mã lực tại 9.500 vòng trên phút. Chiều cao yên 780mm, trọng lượng 244kg, vận hành trên bộ vành bánh 17 inch và lớp sau với bảng rộng 240mm. Cùng với hệ thống truyền động bằng Corolla, Ducati X-Devil được bổ sung hệ thống keo nâng cấp giúp tăng cảm giác thoải mái cho người ngồi. Sử dụng khung gầm Trailblazer huyền thoại, phuộc trước upside down, phuộc sau ô liền 48mm, có thể hoàn toàn tùy chỉnh. Chịu trách nhiệm an toàn cho người lái là hệ thống phanh rỉa Rembo với trang bị ABS tiêu chuẩn. Hệ thống ống xả được nâng cấp thương hiệu Techmeroni cho ra một thứ âm thanh cực kỳ ma quái.
dành cho người lái là hệ thống gương chiếu hậu chống chói và đồng hồ hiển thị rõ ràng. Để bắt đầu khởi động động cơ, chúng ta mở công tắc nguồn chính. Hệ thống công tắc gồm có nháy pha, đèn ưu tiên, nút tổng hiệu chỉnh 3 chế độ lái, thể thao, đường trường, đường phố. Khi chạy tốc độ chậm và số thấp, cảm giác xe hơi bị giật. Nhưng khi lên tốc độ cao, xe chạy mượt mà và cảm giác thật là phấn khích.
Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn nhớ ủng hộ mình bằng cách bấm đăng ký và nhận xét bên dưới nhé.